Trở lại chương trình giờ Dẻo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, khi mà Tổng thống Trump đưa ra cái quyết định hôm nay đúng ra là lời kêu gọi hơn là quyết định. Hôm ừ. 23 tây tháng 8 vừa qua, tức là ngày thứ 6 đó, ông bảo là các doanh nghiệp Mỹ nên rời khỏi cái thị trường Trung Quốc để đi tìm đầu tư tại những nơi khác. Cái đòn nó có nặng, đó là đòn như thôi là thực sự ông muốn như vậy. Tôi nghĩ có lẽ rằng là ông ấy ông ấy hơi chủ quan, tại vì thực sự ra những cái quyết định đó, đó, nhiều doanh nghiệp của Mỹ đó là cũng đã rời cái thị trường Trung Cộng rồi và cái như vừa rồi tôi vừa mới có nhắc đến đó rằng là thực sự do hoa kỳ đó là buôn bán xuất nhập cảm nhiều nhất với lại mexico xong rồi với canada sau đó rồi mới là, mới là trung với quốc. lại trung, trung quốc hay là trung cộng đó đó và cái việc mà trong dài hạn đó thì tôi nghĩ rằng là hoa kỳ đó đó là muốn tách rời khỏi cái ảnh hưởng của kinh tế của trung cộng ừ. thì cái điều đó là nó là đúng nhưng mà ông trâm đó đó là không khéo khi mà gần như là gọi là ra lệnh như vậy là tại vì <laughs> đây là thị trường tổng thống... là tư bản tự do, không nên ra lệnh tổng thống không đó. thể nào có cái thẩm quyền đó là như vậy được cả. Nhưng mà cái điều mà mình cần nhìn thấy là ở trong sau cái Bắc Đới Hà sau cái hội nghị vừa rồi đó, đó thì trung cộng lại còn có một cái gọi là một cái gân gà hay là một cái cục than đó là chính là Hồng trống Thưa quý khán giả, tình hình cho tới giờ phút này cho thấy rằng rõ ràng những người đấu tranh dân chủ tại Hồng Kông không nhượng bước. Chúng ta có thể tổng hợp một số những diễn tiến mới nhất là uh, trong Chủ nhật tuần trước đã có tới 1 triệu 700 ngàn người xuống đường một cách ôn hòa mặc dù mưa bão tầm tã Và tin của báo chí tại cái khu Á Châu cho biết rằng bia Đài Loan tự dưng bán được rất nhiều mặt nạ chống hơi cay. Ừ. Bởi vì dân Hồng Kông Mùa mua của bên Đài Loan. Và có thậm chí có những người đặt hàng mua năm bảy chục cái hỏi làm gì họ bỏ tặng bạn bè họ để họ chuẩn bị cho một cuộc đối đầu gọi là dữ dội. Ừ. Thưa một bên thì những người uh, đấu tranh dân chủ tại Hồng Kông không những đòi hủy bỏ vĩnh viễn cái luật dẫn độ mà bây giờ họ còn muốn tới một cái quy chế có tính cách gọi là độc lập một cách mạnh mẽ hơn. Trong khi đó thì Bắc Kinh chắc có lẽ là không nhượng bộ. Bây giờ quyết làm sao? tôi nghĩ là cái đó nó là một cái khó đó, ta có thể rằng là lúc mà Tập Cận Bình mà đi họp với lại ở trong cái hội nghị Bắc Đới Hà đó đó để cũng là phải phân vân và có khi rằng là họ thảo luận với nhau ra làm sao, mình mới không biết. biết. Yeah. Mình chưa biết được. Tại vì từ mùng 1 tháng 7 năm 2017 khi mà thăm viếng Hồng Kông trong 3 ngày thì Tập Cận Bình cũng đã nói trước rằng là phải thay đổi cái hệ thống luật lệ của Hồng Kông. Tại vì sợ rằng là cái không khí của Hồng Kông đó nó nhiễm độc và chạy bên trong. Thì chúng ta đừng quên Thực tế ra đó, đó Thì lợi tức một Lợi tức hay là sản lượng hay là năng suất một đầu người Ở tại Trung Cộng đó, đó, đó có, có hơn 10.000 đô la Trong khi của Hồng Kông đó là 43.000 đô la một năm Tức là gấp 4 lần Thế thì người dân Hồng Kông không những là giàu hơn Mà lại còn có tự do Thế Và cái điều mà cái sự thịnh vượng mà đảng Cộng sản hứa hạn với lại người dân của Trung Quốc ở bên trong đó, đó nó không có. 10.000 đô la. Và nếu mà bây giờ đó là họ có thể tăng trưởng thêm được để ra khỏi cái gọi là cái bẫy sập của cái lợi tức trung bình đó. Ừ cái mà dưới kinh tế vẫn nói chuyện đó tức là nó phải đi lên cỡ chừng mười mấy ngàn đô la hạn đó thì đến năm 2015 này thì họ mới có được cỡ chừng 12 hai ngàn đô la trong khi đó, đó, đó thì các nước khác họ lên đến năm chục ngàn sáu chục ngàn đô la một năm rồi với thành nghĩa tôi cho rằng là cái đó đó là một cái vấn đề thế nhưng mà họ xem xem rằng là tập cận bình có thể làm được những chuyện gì ở tại hồng kông thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên hết tất cả đó là họ bị kẹt bằng cái tấm lịch mùng 1 tháng 10 này là kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung à. Quốc. Họ phải ăn mừng cái đó xong hẳn. Rồi nếu mà sau đó thì mới tính cái gì thì tính. Một cái giải pháp, tức là Quốc hội của Bắc Kinh ban bố cái tình trạng khẩn cấp, giới nghiêm, vân vân gì đó, thiết quân luật. thế Và căn cứ trên cái đó thì đưa lực lượng cảnh sát võ trang từ Thâm Quyến hay là từ Quảng Đông đi vào Hồng Kông nhưng mà chưa chắc là cảnh sát Hồng Kông đã chấp nhận cái chuyện đó nó là như vậy. Thế thì còn cái giải pháp thứ nhì nữa đây tức là đưa ngay quân đội mà đang trú đóng yeah. ở đó. Thì tức là lại gây ra một cái vụ thiên an môn nữa vừa mới xảy ra cách đây 30 năm tức là mùng 4 tháng 6 năm 1989 mấy ngàn người bị tàn sát mà lúc đó thì cả thế giới đó, là nhìn thấy Hồng Kông khác với lại Bắc Kinh ngày trước họ tắt đèn họ đem quân đội vào giết người được còn bây giờ hồng kông đó, đó nó cửa ngộ và có đầy truyền thông báo chí tất cả và nhất là hoa kỳ đã đành chính quyền trump đó, đó là đã dàng cái chuyện thương chiến với bắc kinh đó đó dàng cái chuyện hồng kông mà trong đó và các nước âu châu đừng có quên rằng là liên hiệp âu châu đó là một ngày cũng buôn, buôn bán cỡ chừng một tỷ euro một tỷ đô la đó xin lỗi với lại bắc kinh với lại Trung Cộng nếu mà để xảy ra một cái chuyện tàn sát đến yeah. như vậy nó đây tôi cho rằng là có thể rằng là bị thế giới nguyền rủa lên án những cái đây mình chưa biết rằng là tập cận bình sẽ giải quyết cái chuyện nó như thế nào thưa khán giả nếu mà những người nào đã từng đến hồng kông trong những giai đoạn vừa qua mà gặp gỡ những người biểu tình ấy, thì sẽ thấy một cái tâm tình đặc biệt của họ khi mà tôi có mặt ở bên đó cuối tháng 7 gặp gỡ những người trẻ đó, thì cái điều rất là đáng phục họ toàn là những người sinh ra sau năm 1997. Và họ nói rằng sở dĩ mà chúng tôi cương quyết đi vào con đường này đấu tranh dân chủ là bởi vì chính bố mẹ chúng tôi đã kể lại cái đời sống của Hồng Kông trong thời thuộc địa Anh như thế nào. Và chúng tôi chỉ nhìn vào cái gương của Thiên An Môn, chúng tôi nhìn vào cách hành xử của Bắc Kinh thôi đó. Thì quả tình chúng tôi lo sợ cho cái tương lai. Nếu mà chúng tôi không làm gì bây giờ thì mai sau tương lai của Hồng Kông y hệt như ở bên Trung Quốc. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình giờ dẻo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trong phần 2, 6 phút thông tin thương mại.